công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng, là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Như chúng ta đã biết, hiện nay có rất nhiều nhà vườn chơi hoa lan sử dụng trồng và ghép lan trên thân gỗ và cũng rất nhiều nhà vườn sử dụng chậu không có lan phụ để trồng lan. Việc sử dụng các loại chậu mà không có lan phụ để trồng lan cũng khá là bất tiện vì khi cho giá thẻ vào trong chậu sẽ bị rơi vãi giá thẻ ra ngoài. Để khắc phục được tình trạng đó, nhà vườn nên sử dụng túi lưới để lót chậu lan, vừa giúp tiết kiệm giá thẻ, vừa giúp hạn chế tối đa tình trạng giá thẻ bị rơi vãi ra ngoài, cho sân vườn được sạch sẽ hơn. Túi lưới nhựa được sản xuất từ nhựa nguyên sinh PE, có độ bền dai cao, sợi lưới được liên kết với nhau chặt chẽ, khi lồng túi lưới vào trong chậu cũng không lo túi bị bục đứt. Nhà vườn cần lưu ý, khi sử dụng túi lưới để lót chậu lan, nên sử dụng túi lưới nhựa có chiều dài dài hơn độ rộng miệng chậu. Như vậy thì khi lồng túi vào chậu sẽ không bị ngắn, thao tác nhanh chóng. Sau khi đã lồng túi lưới vào trong chậu lan, nhà vườn nên sử dụng dây kẽm hoặc dây thít để cố định lại cho chắc chắn. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.